Điệu Sli Hào Phân là một trong những nét văn hóa độc đáo của người Nùng An ở tỉnh Bắc Cạn. Theo thời gian, điệu Sli Hào Phân ở đây vẫn còn lưu giữ để mỗi khi cắt lên con người và thiên nhiên như hòa quyện ngân nga khắp núi rừng bản làng. Hào Phân là một trong những thể loại dân ca độc đáo phản ánh cuộc sống lao động sản xuất của người Nùng An ở Bắc Cạn. Đây là làn điệu có từ lâu đời được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hèo Phương thường chỉ hát đôi, một người hát giọng cao chủ động dẫn đường về tiết tấu, cao độ, trường độ, đúng nhịp và luyến lấy. Người còn lại giọng thấp, hòa theo. Lời của Hèo Phương thường được sáng tác theo thể cổ phong, lối thơ không quá khắt khe với niêm luật mà chủ yếu là ý tứ đậm đà, đằm thắm. Khổ thơ được sáng tác theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt. Tôi thì đi hát ví dụ ngày cưới, đám cưới, xong là lên nhà mới này. Uh, hát uh, có ngày uh, vui thì coi như hát là cũng uh, có uh, hát đối đáp về một đôi uh, hai hai người trai hai người gái bởi vì là là cái dân tộc này là nói tiếng nùng thế là tiếng nùng dịch ra tiếng kinh là rất là khó thì bởi vì bộ đội trẻ là đi học toàn là đi học tiếng kinh viết chữ là chữ kinh thì là nói tiếng nùng là có chữ còn không biết viết đấy thế là nếu mà biết viết thì mới biết biết mới hát được mới đọc được thì mới hát được, bởi vì không biết đọc thì không hát được. Muốn là duy trì cái 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 làn điệu xin nùng này là cho đến uh, người già để, để mấy đời đi thì các cô già nếu mà biết nghe cũng thích nghe lắm. Điệu hèo Phương thường được hát để biểu đạt tấm lòng thủy chung son sắt, nghĩa tình sâu xa mặn nồng, mến khách của người Nùng An. Người Nùng An thường hát hèo Phương vào những dịp lễ tết, ngày hội hay có tiệc vui. Cũng có khi người ta hát để giao duyên giữa các cặp nam nữ để thể hiện tình cảm hiện nay số người biết hát điệu hèo phương ở bắc cạn không còn nhiều đa số những người biết hát đều đã lớn tuổi do đó việc gìn giữ và phát huy loại hình văn hóa độc đáo này gặp nhiều khó khăn